Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu lại đến các bạn là hai cặp loa Bose có model là Bose 301 Series 3. Đây là dòng loa cao cấp đến từ hãng Bose Mỹ, được thiết kế thùng gỗ lạc. Gỗ sử dụng ở trong là gỗ ốc chó, bên phía ngoài nó có một lớp xi màu đen. Mình đã tháo tổng cộng là hai cái loa, một cặp trùng series, hai cặp đều trùng series lép ra nghe các bạn. Dòng loa 301 C3 là dòng loa cao cấp được anh em Audio đánh giá rất cao. Tất cả lưới dây căng của nó là không sờn rách, không lủng lỗ nha các bạn. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản, chốt chặn nội trong còn rất đẹp, được sử dụng ở trong là khung nhựa đúc nên các bạn rất dễ dàng vệ sinh. Dòng loa 301 C3 được sản xuất vào năm 1994, Made in Mexico, sản xuất tại Mexico, với kích thước chiều ngang là 43,5 cm, cao là 26,7 cm và hậu sâu là 23,5 cm, và mỗi loa nặng 7,6 kg. Thùng gỗ loa được sử dụng là thùng gỗ sử dụng gỗ ốc chó nghe các bạn. Đó, phía ngoài có một lớp xi màu đen. Hai cặp loa về là còn rất đẹp, lớp xi không bị co giật nghe các bạn, và nhìn rất chắc chắn, rất sang trọng. Tất cả các tuyến loa ở trong là nguyên zin bản, bao gồm một bát 20 cm và hai chép đa hướng quay trên mặt sướng là hơi màu xám xám nghe các bạn, và mỗi chép có đường kính là 8 cm. Cả hai loa còn rất mới, rất đẹp ạ. Hai loa trên cũng vậy nghe các bạn, còn rất đẹp. Bát 20 cm và chép là 8 cm. Độ nhạy 92 dB, tần số đáp ứng từ 10 hạt giác cho tới 15 kHz nên các bạn rất dễ dàng ghép amply. Bạn ghép những dòng amply The Nong, Sansui, Marang, Luckman, những dòng amply Jaguar, Boston Audio, những dòng loa amply Việt Nam đều đánh tương đối tốt. Các bạn dùng để nghe nhạc trong không gian gia đình hoặc các bạn dùng để kết hợp hát karaoke rất tốt nha các bạn. Những dòng Bose 301 Series 3 thì chất âm của nó, tiếng bass rất là chắc và mid treble rất trong trẻo, ngọt ngào nha các bạn. Rất hay, nó rất là chi tiết, phù hợp với đa thể loại nhạc và các bạn dùng để hát karaoke rất tốt. Đặc biệt cái dòng Series 3 là khi các bạn mở lớn á thì ít bị rè nghe các bạn. Đây mình tháo chơi gỗ loa cho các bạn xem ở trong. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản, cả hai cặp loa đều là gương zin luôn nha các bạn. Mình mở đây cho các bạn xem. Làm một tay nên cũng rất là khó làm. Rồi đây, đây một cụ loa nha các bạn. Tất cả còn rất mới mà không. Ở trong đây phân tầng nè các bạn, phân tầng này. Có bóng đèn nha các bạn, nằm hạng dòng. Bên hông nó có một cái tem logo Bose nè các bạn ha. Bên này cũng còn rất đẹp. Bên trong này cũng còn một cái tem logo Bose nè các bạn. Qua xuống dưới cho bạn xem. Đó, bạn thấy không? Đó, rất đẹp các bạn. Rồi mình tháo cụ loa bên loa trái cho các bạn xem luôn. Tất cả còn nguyên zin ở trong này các bạn, phân tầng này các bạn, cũng có bóng đèn các bạn ha. Rồi mình xoay cụ loa lại cho các bạn xem luôn. Loa rất chất, rất mới, cả hai loa đều rất mới nha các bạn. Đây, loa trên. Tất cả là hai cặp này là hàng đấu giá về, mình cam kết nguyên zin nguyên bản nha các bạn. Đó, đây ở đây có một tụ nè các bạn. Tầng ở trong đều có chữ Bose nha các bạn ha. Bên hông cũng còn một logo luôn nha các bạn. Rồi. Cặp loa Bose 301 Series 3 mình bán với giá rất tốt nha các bạn, chỉ là 11 triệu đồng. Bạn nào chuyển khoản đủ mình bao ship toàn quốc. Bạn nào cốt mình không bao ship. Dòng này rất hay hơn trong tầm tiền nha các bạn. Đây mình quay một cặp cho các bạn xem, cặp trên ở dưới là trùng số series nha các bạn. Đây cặp trái này các bạn là 933 đuôi nè các bạn. Rồi mình quay bên này cho các bạn xem luôn, đó cũng là 933 đuôi nha các bạn. Đó, rất đẹp các bạn, tem đồ tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn, không giảm tút, không C3. Cả hai cặp đều trùng, cặp trùng số series nghe các bạn.
Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái dòng bơ 301 series 3 mình về nha các bạn. Cả hai cặp này xinh đẹp xuất sắc luôn các bạn. Để mình xoay vào đây cho các bạn. Rồi mình cho các bạn nghe một đoạn nhạc chúc mừng sinh nhật. Rồi. Bông còn rất trắng nha bạn. Mình xin thông báo đến các bạn cặp loa Bo 301 Series 3 mình về tình trạng còn nguyên sinh rất đẹp tuyến loa các bạn. Hai loa đều mới như nhau, tuyến loa ở trong là mình đã mở cho các bạn xem trước một cặp rất mới và tất cả còn nguyên sinh nguyên bản, không giảm tút, không Series 3. Loa bán ra mình vẫn bảo hành kỹ thuật 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt là 11 triệu đồng mình bao ship toàn quốc. Bạn nào ship code thì mình không bao ship nghe các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tiếp theo.